Mô A Di Đà Phật. Một đồng đạo hỏi: bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo chăn du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải gói. Mà đồng đạo không có nhắn mà sư ngôn hỏi lại: đời này pháp môn bế mạc là bế mạc như thế nào gọi là bế mạc? Thánh đạo chăn du, chăn du là như thế nào gọi là chăn du? Người thì tâm trí tối đen, mà tôi thấy người đời nay rất là thông minh, mà sao Đức Thầy lại nói là người tâm trí tối đen? Đời thì lắm ma dương phải gói. Thì cái này thì anh Tư cũng giải cho nó rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên, và được đồng đạo nêu lên trong một đoạn văn tảng của Đức Thầy trong bài Sứ Mạng. Thưa chư quý vị, bài Sứ Mạng này đó là lúc Đức Thầy ra đời năm 1939, 6 giờ chiều Đức Thầy đã lập cái bàn để mà cáo hoàng thiên và có đọc rồi. Nhưng mà mãi đến coi như là năm 1942, khi mà Đức Thầy cư ngụ tại gia đình của ông Ký Giỏi rồi, Đức Thầy coi như là mới viết lại coi như là cái bài Sứ Mạng này của bác anh em chị đồng đạo. Nhưng mà trong đây đó là đồng đạo chỉ trích ra trong đây một đoạn để mà chúng ta tìm hiểu thôi. Là trong đoạn đó là: bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắp ma dương phải rối. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi: bởi đời này pháp môn bế mạc là pháp môn bế mạc là bế mạc cách sao nha? Phải không? Pháp môn bế mạc gọi thánh đạo trăng du. Mà thánh đạo tại sao trăng du? Mà người thì tâm trí tối đen. Rồi đồng đạo nói thời kỳ này bây giờ đứa nhỏ 7-8 tuổi bây giờ nó cũng thông minh nữa, chứ đâu phải là tối đen. Nhưng mà cái gì coi như là tối đen? Mà đời lắm ma dương phải rối. Vậy thì bây giờ coi như là quý vị coi như là cùng với chúng tôi nghiên cứu trong một đoạn này mà mỹ ý của Đức Thầy giải cho chúng ta ra sao đây, thưa chị quý vị. Vậy thì bây giờ trong đây là Đức Thầy cho chúng ta biết là cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan rồi. Đây là thời cơ đã đến rồi, đã đến lúc Đức Thầy để lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh. Và tất cả các chúng sanh coi như là lâm vào trong hoàn cảnh đen tối, lâm vào trong hoàn cảnh hết sức là cái tình huống khổ sở vô cùng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hưởng thọ trường sanh. Chọn vui, chọn sáng, chọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi, phải không? Nếu như đời này mà chọn vui, chọn sáng, chọn lành, ai cũng hưởng được sung sướng thì ông Phật không có lâm phàm để làm gì. Vì vậy cho nên Đức Phật lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh. Là chúng sanh đang lâm vào trong cái cảnh đồ tháng tan thương biến cải, và không biết bao nhiêu những cái cảnh khổ dồn dập. Nên Đức Thầy mới nói tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo, xuống trần nhầm buổi nạn eo. Tất nhiên là trong khi chúng ta như là gặp phải nạn eo khổ sở, Đức Phật mới lâm phàm. Vậy thì bây giờ cái nạn eo của chúng sanh trong thời kỳ này là cái gì? Mời cùng quý vị chúng tôi tham khảo nha. Vậy thì bây giờ ở đây là pháp môn bế mạc. Vậy thì bây giờ pháp môn bế mạc đó là sao? Thưa chư quý vị, là cái pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa ra đời năm 624 đến 544 là Đức Phật mà Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt. Rồi khi đó cái pháp môn của Đức Phật đã truyền dài xuống từ Maha Ca Diếp, A Nan Thương Na Quả Tu Ưu Ba Cúc Đa, truyền dài xuống Bát Nhã Đa La cho đến Đạt Mạ Tổ Sư, rồi Huệ Khả Tăng Sáng Đạo Tính Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho đến Lục Tổ Huệ Năng Tam Thập Tam Tổ. Đây là pháp môn không có bế mạc, là mỗi người đều có pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại, và bao nhiêu người ta tu đắc đạo không biết bao nhiêu. Mãi đến năm 713, lúc bây giờ trong khi đó thần tú ra đời, không? Rồi bây giờ cái pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni coi như là bị bế tắc, có bác anh em chị đồng đạo. Nên hôm nay Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết đó, đạo màu diệt khổ có từ lâu. Thần tú ra đời lại góp thâu chuông mỏ sám kinh, bèn cải sửa xá phương truyền lưu, lấp đạo màu, đúng không? Đạo màu nó bị lấp rồi, mà đạo màu đó bị lấp đó là pháp môn bế mạc, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ chữ bế đó là gì? Bế đó là đóng, mạc đó là màn. Bế mạc có nghĩa là đóng màn. Vậy thì bây giờ đóng màn coi như là từ cái lúc Đức Tổ Huệ Năng mà bắt truyền y bác, có không? Bây giờ Đức Thầy có nói không? Có.
Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết từ ngàn xưa Phật Pháp gài then có phải là bế mạc không? Gài then lại đâu? Từ ngàn xưa Phật Pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Vậy thì bây giờ bị gài then tất nhiên là bế mạc đóng lại, tất nhiên là cái chân lý chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó không còn được như là trong khi đó là được truyền dạy xuống. Đó là pháp môn bế mạc. Thì bây giờ coi như là chính lúc đó Đức Thầy coi như là lâm phàm ra đời cứu độ cho chúng sanh, Đức Thầy mới mở cửa. Không, không mở cửa. Vậy thì bây giờ chỗ nào Đức Thầy nó mở cửa đây? Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đạo mở cửa bài câu minh mục nước Ma Ha tưới tắt lâm phàm. Là chính năm 1939 là lúc đó Đức Thầy lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh, Đức Thầy mới mở cửa, phải không? Đức Thầy mới nói nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỡi khóa then, đúng không? Còn hỡi khóa then là bế mạc, còn hỡi khóa then. Vậy thì bây giờ hôm nay Đức Thầy ra đời, Đức Thầy mới cho chúng ta biết xưa nay đạo hạnh quá lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Tất nhiên là bây giờ hôm nay Đức Thầy lâm phàm để mở cửa, rừng rú kệ kinh cắt khoen rào, rước đưa sanh chúng rời đời bể ái mà thử thét cho cùng cạn thấp cằn. Rõ ràng không? Vậy thì bây giờ cái câu này Đức Thầy nói rất chính xác cho chúng ta hiểu là ở nơi đây là pháp môn bế mạc đóng cửa. Cô bác anh em trong đầu đóng cửa, thấy không? Pháp môn bế mạc. Rồi bây giờ cái pháp môn đã bế mạc như vậy rồi, bây giờ là trở lại coi như là sao nữa? Thánh đạo trăng du. À, thánh đạo trăng du. Mà thánh đạo đây là cái đạo khổng, phải không đồng đạo? Thánh đạo tức là đạo khổng, khuyên trai gái học theo khổng mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Vậy thì bây giờ cái đạo thánh nó bị trăng du rồi. Mà cái đạo thánh nó trăng du đó là sao? Vậy thì bây giờ chữ trăng du đó là gì? Trăng tức là cỏ trăng, du là cỏ du. Vậy thì bây giờ trăng du tất nhiên là hai cái loại cỏ này coi như là trong khi đó nó mọc lên. Hồi xưa cửa Khổng Sân Trình, thấy không? Là tất cả các coi như là những cái đệ tử của là Khổng Tử là mỗi lần đi tới đi lui, đi tới đi lui đang học hay vào trong coi như là sân trình để học đó, là cỏ sao cỏ trăng cỏ du nó mọc qua được. Rồi sau trong thời gian đó là cái đạo của Đức Khổng Tử bị bế tắc á, rồi bây giờ coi như là nó cỏ mọc đầy đàn hết. Cô bác anh em trong đạo, cho nên trong sách thánh có bảo cho chúng ta qua câu đó là thánh đạo trăng du chi dịch, có nghĩa là cái đạo thánh bị cỏ trăng cỏ du nó làm cho lấp đường hết rồi. À, lấp đường hết rồi. Đương nhân tạo cấp chi khai là cái người đời sau chúng ta là phải cố gắng để mở ra. Vậy bây giờ là thánh đạo trăng du là muốn nói cho cái đạo thánh là bị cái cỏ dại, cái cỏ mà đời đó nó làm cho lấp đi cái đạo thánh. Vậy bây giờ cái cỏ dại, cỏ đời cái gì mà lấp cô bác anh em trong đạo đây? Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là bút lâm dẹp giới diễn nghiêng, thế giàu bút sắc cùng viên mật tròn, lần lần thế đạo suy mòn, tất nhiên không còn nữa. Lần lần thế đạo suy mòn nền xưa nếp cũ, hỡi còn mấy ai? Không còn. Không còn mấy ai trân trọng, cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời đến chi? Nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ, để người chẳng gõ để Đức Thầy mới gìn lại. Mới gìn lại Đức Thầy mới gieo giống lại, cái như là gieo giống lại cái như là cái giống xưa, gọi là giống hiện xưa, bây giờ mới tỉa mà, ha, dốc chờ ngày bông trổ thầm thò. Đó tất nhiên là thánh đạo chăn du chi dịch rồi, tất nhiên là nó bị lấp hết rồi. Bây giờ cái đạo thánh không còn nữa, cho nên chính vì cái đạo thánh không còn nữa mới có đến cái chỗ coi như là cái dạng trạng thái này. Đó là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, rồi tranh lợi danh giết lẫn đồng bào tình huynh đệ, phân chia yểm bách tất nhiên là không còn nữa. Nhưng ngặt nổi gặp đời hỗn độn rồi, câu quân thần phụ tử rã rời rồi, không, tất nhiên là không còn nữa. Đó là coi như là thánh đạo chăn du. Vậy thì bây giờ thánh đạo chăn du tất nhiên là con trai đó, tất nhiên là theo cái đạo khổng của hồi xưa cô bác anh em trong đạo là có tam căn ngũ thường. Rồi cái người nữ tất nhiên là trong khi đó phải có tam tùng tứ đức, phải có hiếu đệ lễ nghĩa liêm sĩ trung tính, tất nhiên đâu đó rõ ràng đàng hoàng. Nhưng mà cái thời kỳ nay bây giờ đó nó không còn giữ được cái nề nếp giao phong đó cô bác anh em trong đạo, nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Tất nhiên là bây giờ cái gia can cái như là trong khi đó là cái đạo làm người nó bị đổi mất hết rồi, nó đâu còn,
Đó tất nhiên là qua cái câu này là Thánh Đạo Trăng Du. Vậy thì bây giờ hôm nay coi như là Đức Thầy ra đời để coi như là xương minh lên Đạo Phật, giảng hồi lại cái đạo nhân, nên gọi là Thánh Đạo. Coi như là bây giờ Đức Thầy mới coi như là kéo gịch trở lại để cho chúng ta giữ được cái nề nếp đó, để mà chúng ta còn sống lại coi như là trong cái thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tật mặt. Thưa cô bác anh em dùng đồng. Rồi qua cái câu sau đó là Thánh Đạo Trăng Du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải rối. Mà đồng đạo mới hỏi vậy chứ, cái người tâm trí tại sao mà tối đen? Thôi nói màu đi, là con người chúng ta coi như là bị coi như là làn sóng văn minh vật chất nha mấy anh mấy chị mình. Làn sóng văn minh vật chất làm cho con người chúng ta bị tối đen. Đời càng vật chất văn minh, người tu càng phải rung rinh tâm lòng, chắc nhìn được cái tâm không có nghe, khó như đem cột mà trồng biển khơi. Cho nên cái đời vật chất văn minh chiều chuộng này làm cho con người chúng ta bị đen tấu chứ không có gì chân trời, phải không? Con người chúng ta coi như là vốn dĩ coi như là rất là sáng sủa, rất là thông minh đỉnh đạt, nhưng mà bị coi như là cái vấn đề coi như là vật chất văn minh làm cho con người mình bị u tối. Mà cái văn này gọi là văn thịt, văn xương, văn luôn bác ái tình thương đại đồng, văn con, văn vợ, văn chồng, mà văn luôn bác ái, mà văn lòng từ bi hết rồi còn gì nữa mà không tối đen, không có bác anh em đạo văn hết trơn trỗi rồi. Cho nên mà thật tiến bộ thì không còn hung bạo, mà thật văn minh mới xây tạo hòa bình, lấy chí si cho rõ sự tình. Mà đời chưa thật văn minh tiến bộ, mà đời về vật chất thì thi đua cần gỗ, mà tinh thần không có mở mang, thấy nhân tình quá đổi khó khăn, lo cho kẻ mà thế gian bất ổn. Vì vậy cho nên ở nơi đây nếu như chúng ta không chạy theo cái làn sóng văn minh vật chất là con người chúng ta không bị đàn tông. Cô bác anh em nhân đạo có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta sở dĩ con người chúng ta bị đen tối nó có hai điều này. Một là Đức Thầy cho chúng ta biết thương ai ham giỏng ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm, đúng không? Cái người mà đuôi mù mà còn đi đêm nữa còn nhiều không tối, không, người tâm trí tối đen mà đã đuôi mù mà còn đi đêm thêm cái nữa là cái này còn tối còn hơn, phải không hiểu? Không. Vậy thì bây giờ ai mà còn ham giỏng nha, ham dù nha, đó là Đức Thầy cho chúng ta biết thương ai ham giỏng ham dù cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm, cái này là tối nè. Rồi cái nào tối nữa? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết là ham vui quyền quý là dại là ngu, đúng không? Ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm, đúng không? Cái này tối nè. Vậy thì bây giờ con người chúng ta ham như vậy đó thì làm cho con người chúng ta bị tối mắt. Mà bị tối mắt là bị danh, bị lợi không, chứ có gì đâu, phải không? Cho nên trong là kinh Phật đã bảo cho chúng ta thấy lợi đừng nhúng tay vào, mà hãy nhúng tay vào là hắc ám tâm trí, tối đen liền. Thấy không? Nếu như chúng ta mới coi như là nhúng tay vào trong vấn đề mà lợi ham lợi rồi, coi như là trong khi đó bị tối đen liền. Cô bác anh em nhân đạo, thấy lợi là ở trước mắt là khó ăn, lòng dục nên tìm cách cản ngăn, chớ ham sướng mà sao mang họa. Bụng khi đói ngậm mồi khó nhã, mà nghèo gặp tiền chẳng mó dễ chi. Cá mắc câu cũng bởi thế ni, mà người phạm lỗi cũng vì lẽ ấy. Khi thèm ấy là khi thèm thấy là nhịn đi ít thấy, mà lúc nguy nạn trong sạch mấy ai. Như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta mà giữ cái tấm lòng trong sạch không bị tối đen, là không vướng vào trong cái con đường mà danh lợi. Mà con người chúng ta càng vướng danh lợi nhiều chừng nào thì tâm trí tối đen nhiều chừng nấy, chứ có gì đâu. Nên câu này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết bởi nơi đầy pháp môn bế mạc Thánh Đạo Trăng Du, người tâm trí tối đen là cái chỗ nãy giờ bàn đó. Là người tâm trí tối đen tất nhiên là vướng vô tất nhiên là trong khi đó là đang tối trơn trọi, làm sao xong minh sáng suốt nổi, không? Hồi xưa thái tử Sĩ Đạt ta bỏ cung vàng điện ngọc, quách thành thê tử vợ đẹp con ngoan, dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm tham thiền nhập định là mới mở thông minh coi như là trí huệ được. Còn nếu như chúng ta mà quay đi ngược cái con đường đó, tất nhiên hồi xưa các vị thánh các vị Phật đã bỏ, mà mình bây giờ mình vướng vô rồi, tất nhiên là mình coi như là tối đen hết. Cô bác anh em dừng đạo. Muốn sáng suốt theo lời Phật bảo, muốn tối tâm theo lũ ma triêu, mạt hạ đời có Phật thầy kêu, không tu tỉnh là tiêu hồn xác nha. Tôi có bác anh em trùng đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là nãy giờ chúng tôi trình bày cùng với quý vị, đó là đời pháp môn bế mạc Thánh Đạo Trăng Du, người tâm trí tối đen rồi, phải không? Rồi Đức Thầy lại nói cho chúng ta biết trong bài dặn dò bốn đảo nè, trí phàm như chốn sơn lâm, đúng không?
là cái trí phàm của chúng ta như chốn sơn lâm, tất nhiên là cũng như ở trong cái rừng tối vậy, thấy không? Mà dạy dân như phá rừng cầm cho dân, tất nhiên là Đức Thầy dạy cho chúng ta dạy khôn trần thế, chớ nào dạy ngu. Dạy cho mình khôn hết. Vậy đó mà mình tu trong thời gian theo giáo lý Đức Thầy rồi quay đầu trở lại, bắt đầu mình không còn khôn nữa. Không còn khôn nữa. Quay đầu trở lại, tất nhiên là mình đi theo con đường thị dục, không sao khôn nổi. Rồi bác anh em nhân đạo đúng không? À, rồi bây giờ coi như là qua bốn từ sau nữa là đời lắm ma dương phải rối nghe. Cô bác anh em trong đạo có phải rối không? Bây giờ cái người tu chúng ta đó, hàng ngày chúng ta tu, hàng ngày chúng ta tu như vậy đó là đối mặt với coi như là ma quân có, ma dân có, ma nữ có. Cô bác anh em trong đạo đối mặt hàng ngày luôn cô bác. À, nên Đức Thầy nói là quỷ ma hay khóa rối người tu. Đạo đức chư nhu ráng chí hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Cho nên hồi xưa Thái tử Sĩ Đạt Đa, trong khi đó coi như là ma dương nó khuấy không nổi rồi, bây giờ nó mới đứng trước coi như là mặt Phật mà nó phát thệ. Nó nói hôm nay tôi khóa ông Cồ Đàm không được, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp là lúc nào tôi coi như là cũng nguyện khóa ngài cho bằng được. Mà tôi không khóa ngài bằng được, tôi nguyện làm đệ tử của ngài, và tôi sẽ khóa đệ tử của ngài cho bằng được cái đạo. Nghe không? Cho nên cái lời nguyện đó đó là bây giờ đến cái giai đoạn này đúng rồi. Hôm xưa ác đạo ma dương đã thể phá Phật kỳ mạt thế cho tan, lời thể kia nay đã đến màn, đâu chúng cũng tràn lan phải rối, ngăn ngại kẻ đạo màu rõ lối, cản trở người tâm tối chưa thông. Là những người mà chưa rõ lối là nó không cho tu, mà cái người thông rồi bắt đầu nó cản trở. Vậy thì bây giờ cái người tu nào mà bị cái hoàn cảnh cản trở đó là ma không đó cô bác anh em trong đạo. Mà chính chỗ này Đức Thầy mới cho chúng ta biết mắt đen thấy mắt trắng lò, Phật ma, ma Phật mới ra vợ tù. Mà trong khi đó nếu mà chúng ta vượt được đó là chúng ta thành công kết quả, còn bằng không vượt được đó là chúng ta coi như là bị theo nó. Cô bác anh em trong đạo, lời Phật dạy đạo cao ma khảo, mà khảo không rơi đó là bảo ma nghe nghe. Mà hãy rơi thì cùng chúng đồng khoe sự tu, như thế nước khe trên nguồn. Tu 20 năm, 30 năm gì không cần biết, mà nó khảo mình mà rơi rồi một cái tất nhiên là đi tuốt luôn, trơn trời, đâu còn giữ được đâu phải không? Cho nên coi như là đạo cao thì ma khảo. Cho nên quý vị mình mới phát tâm tu 1 năm, 2 năm, 3 năm chưa đâu, không có phá gì trơn trời. Mình tu bon bon ngon lành. Vậy đó mà mình tu lâu chừng 20 năm, 30 năm rồi bắt đầu nó kiếm chuyện đủ thứ trơn trời. Mà kiếm chuyện hết ở bên ngoài rồi bắt đầu kiếm chuyện tới trong gia đình của mình. Cái người vợ tu bắt đầu ông chồng kiếm chuyện, ông chồng tu bắt đầu là cái người vợ kiếm chuyện. Mà đó tất nhiên là cái trạng thái đó là cản trở mình. Cho nên mình bây giờ coi như là phải quyết định là đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma tại đầu thượng. Mà tới chừng người tu chúng ta đạo tại đầu thượng với ma nhượng quy sưng. Cho nên bây giờ ma lúc nào nó cũng lấn lướt mình, nó cơ bác anh ấy chừng đạo. Mình ráng tu làm sao để mà vượt coi như là ma tại đầu thượng thì ma nó mới nhượng quy hàng mình. Còn bằng không hen là nó không chịu phục mình đâu cơ bác anh ấy chừng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đời này lắm ma dương phải rối. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là sợ mấy con ma nãy giờ kể bên ngoài nó phá hen. Nhưng mà mấy con ma đó là mấy con ma là chúng ta tránh được. Ngoại xâm giặc đó hen là chúng ta còn thể đề phòng được. Giặc nào bằng thứ giặc lòng hả mấy con mấy chị? Giặc nào bằng thứ giặc lòng hen, tất nhiên là cái trong lòng mình có giặc lúc nào cũng phải giữ, chớ không lúc ngừng của bác anh em trong đạo. Vậy bây giờ cái giặc lòng của mình, có mấy con ma lòng của mình là mấy con ma nào? Thôi nói mau đi, là ba con ma lớn. Ba con ma lớn mà Đức Thầy cho chúng ta biết mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham, sân, si, chớ để trong lòng giữ. Phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ phải không? Phải đúng con ba con ma này không? Rồi ba con ma này bắt đầu nó sanh ra coi như là tới là 13 con ma con. 13 con ma con nữa tất nhiên là hỷ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục đúng không? Rồi bây giờ là lục dục của mình tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là 13 con ma mà Đức Thầy cho chúng ta biết thắng thất tình, giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm, thập tâm ma, diệt bằng chí kiếm, rứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Đó là Đức Thầy bảo cho chúng ta đó là ma dương, có không? Đức Thầy nói là giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, mới thắng thất tình, giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm. Vậy thì bây giờ đồng đạo hỏi đời lắm ma dương phải rối. Mà ma dương quấy đó thì tất nhiên là không thấy con ma nào trên trời tha quá tự tại xuống phá trên trời. Mà thấy coi như là 13 con ma này không hả mấy chị?
13 con ma này tất nhiên là hỷ nộ ái ố ai cụ dục, bắt đầu người ta khen mình, bắt đầu trong khi đó cũng bị ma. Rồi người ta chê mình, bắt đầu mình nổi giận lên cũng bị ma. Hang là nổ, rồi nổi nóng lên cũng như là cũng bị ma. Rồi ái tất nhiên là cũng bị ma, yêu người ta quá cũng ma, không? Rồi cụ tất nhiên là sợ quá sợ cũng ma. Rồi dục là muốn, cũng như là mình ham muốn cũng là ma, không ma không đó. Không, vậy thì bây giờ đời lắm ma vương khuấy rối, tất nhiên hàng ngày nó khuấy rối mình, vậy đồng nào hiểu. Tất nhiên bây giờ nó giống như là cái máy vậy nè. Bắt đầu trong khi đó mình là cái người linh động lắm, mà bây giờ trong khi đó nó quá mình, cái con ma nó quá mình, làm cái con máy, cái máy cassette. Bắt đầu nó muốn cho mình giận, bắt đầu nó cái ấn nút giận cho mình giận. Bắt đầu trong khi nó muốn cho mình vui, bắt đầu nó ấn nút vui cho mình vui. Không, hằng ngày như vậy nó cứ ấn nút hoài cho mình, muốn cho mình giận, muốn cho mình buồn, muốn cho mình vui. Tất nhiên là nó sai sự mình. Thôi thì bây giờ nếu như chúng ta muốn được như vậy, đừng có quá mình làm cái máy để cho người ta nhấn nút. Mà không muốn được như vậy đó, thì bây giờ quý vị mình nghe lời của Đức Khổng Tử đã chỉ dạy cho chúng ta: dị nhân chi bán dị thường nộ. Có nghĩa là nghe người ta chê mình chưa có từng giận, thấy không? Dị nhân chi hỷ dị thường hỷ, dị nhân chi dự chứ, có nghĩa là nghe người ta khen mình dị thường hỷ, có nghĩa là người ta khen mình cách mấy đi chăng nữa cũng đừng lấy đó mà làm vui. Vậy thì bây giờ người ta khen, người ta chê là cái chuyện của người ta, phải không? Khen chê tất nhiên là cái chuyện thường tình, mà mình phải đối mình, tất nhiên là mình phải giữ mình cho coi như là được tốt đẹp. Thôi thì bây giờ cái chỗ này nghi vấn hen, mà nói rộng quá coi như là nó thành đề tài nó bị loãng đi. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trả lại coi như là cái ý kiến của đồng đạo nêu lên, đó là bởi đời này pháp môn bế mạc là cái pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bế mạc đóng cửa rồi, mà thánh đạo Trăng Du, tất nhiên đạo thánh coi như là của đạo Đức Khổng Tử đó, là đã bị bế tắc, đã bị loạn lưng can kỷ hết trời, không? Người tâm trí tối đen, tất nhiên là con người chúng ta càng ngày đi bị theo chạy theo con đường danh lợi, mà con người chúng ta phải bị tối đen. Đời lắm ma dương phải rối như nãy giờ đã kể, tất nhiên là chúng ta phải cố gắng tu đi vượt qua những cái thử thách gian nan thì chúng ta mới thành công đắc quả được. Thôi thì đề tài này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết, và xin trả lại cho chân chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Và đề tiếp theo mời đồng đạo năng đến đây để đặt câu hỏi tiếp theo. Đồng đạo năng này có cái tên mà nó cũng phù hợp với bản xứ luôn nè. Đồng đạo năng này là ở, đặc biệt là ở Tam Nông. Mà Tam Nông bây giờ không biết còn năng không, tôi đổ chắc về chắc hết năng rồi, còn lúa không à. Bây giờ mời đồng đạo năng đặt câu hỏi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý cô bác anh chị em đồng đạo xa gần kính mến. Và hôm nay được nhân dịp cũng như đầy đủ nhân viên gặp Tư Phương đến đây để thuyết trình qua giáo lý của Đức Thầy cũng như là giải đáp nghi vấn. Em cháu cũng đầy đủ cái duyên lành để gặp Tư Phương hỏi qua hai câu trong giáo lý Đức Thầy đã dạy, là dẹp cày cáo dùng cây thiền trượng, lánh tà bà cõi thế đua chen. Kính thưa quý vị, hỏi Tư Phương là dẹp cày cáo là cày cáo cái gì mà Đức Thầy phải kêu dẹp, mà dùng cây thiền trượng, thiền trượng có công năng như thế nào, đưa chúng ta đến đâu mà Đức Thầy kêu phải dùng, lánh ta bà, ta bà chúng ta đang ở mà như thế nào mà lánh, Thầy kêu lánh. Vì nhờ Tư Phương giải thích dùm rõ ràng để cho cô bác đồng tìm hiểu chung và đồng tu đồng tiến. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay giang dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp để tiếp theo của chương trình, và đồng đạo mới nêu lên là đồng đạo năng ở Tâm Nông của bác anh em trung đạo, và biết đồng đạo cũng lâu và thỉnh thoảng đó cũng có gặp được, và hôm nay có nhân duyên lành và được đồng đạo mới nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, trong đó hai câu, và trong hai câu đó là dẹp cày cáo dùng cây thiền trượng, lánh ta bà cõi thế đua chen. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, vậy chứ bây giờ cày cáo đó là gì mà phải dùng cây thiền trượng, mà cây thiền trượng đó là cây đó cây gì mà mình có không cô bác anh em trong đạo, nếu có thì bây giờ đem ra để dẹp, còn không có bây giờ tìm ở đâu để mà có cái cây thiền trượng để mà dẹp, thấy không? Rồi lánh ta bà cõi thế đua chen là cái cõi ta bà này sao mà Đức Thầy bảo chúng ta phải lánh, cô bác anh em trong đạo. Rồi lánh mình ở đâu bây giờ? Mình đang ở trong cõi ta bà này mà. Rồi bây giờ mình lánh, bây giờ mình ở đâu đây? Cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời
mời cùng tất cả chư đồng đạo để mà tham khảo qua hai câu giảng như trên. Hai câu giảng như trên chúng tôi được biết đó là được đồng đạo trích từ trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh. Bài Diệu Pháp Quang Minh này Đức Thầy viết vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 244 câu mà được đồng đạo trích ra trong đây, coi như là hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy cái chỗ nào Đức Thầy bảo cho chúng ta dẹp đó là chúng ta phải trừng. Mà câu này Đức Thầy bảo cho chúng ta là phải dẹp cày cáo dùng cây thiền trượng. Vậy thì bây giờ cái nào gọi là cày cáo? Cô bác anh em chồng đạo. Vậy thì bây giờ cày ngang ở rừng bản giới cáo cày. Ở đây muốn nói là những cái loại này là cái loại ở trong rừng, nó tất nhiên không có đạo lý, không có nhân nghĩa. Cũng như coi như là cái con gì mà trong khi đó nó có nham tâm hiểm, quá hiểm mà nó hay hại người ta, đều gọi là cày cáo hết. Cô bác anh em chồng đạo, phải không? Điều gọi là cày cáo hết. Cái người mà trong khi đó nham tâm, rồi là thủ đoạn cách này cách kia để lừa bịp, trao đảo, hại người khác. Ta nói cái ông này thuộc về cáo già. Cô bác anh em chân đạo là cáo á. Thì ở đây muốn nói con người chúng ta chứ nói ai vợ, phải không? Còn cày tất nhiên là con chó. Mà con chó cái nghĩa nó tất nhiên là cái chữ lan. Vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta cái chỗ nào mà lan, mà trong khi đó cái con người không thật đâu. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói đây: lan tâm như thú thiếu lâm. Cái câu này nặng nha mấy chị. Lan tâm tất nhiên cái lòng con người chúng ta, lòng lan giả xối đó cô bác anh em chị đồng đạo, là giống như con thú mà nó thiếu cái vằn lông thôi. Mặt vằn lông vô bắt đầu là y đang vậy hả? Rồi câu tiếp Đức Thầy mới nói sao? Chớ chiêu cửa miệng mà trong lòng gươm đau. Bờ chỗ khác Đức Thầy nói trong quyển Tư Tiếng chào mừng, cửa miệng làm màu đó nghe, chứ trong tâm ý mưu mô đủ thế nên là cái dạng này nè. Cái dạng này là lan tâm không đó cô bác anh em trong đạo. Lan tâm như thú thiếu lông, tất nhiên là trong khi đó con người chúng ta trao đảo nham hiểm và tìm cách lường lẫn để hại người khác. Mà nếu thật con người thì sao? Ví như loại sao nữa? Sanh cầm hồ thú kìa, không? Mà còn thương nhau lại huống chi người. Mà đã con người chúng ta mà không có cái tấm lòng thương, vậy thì bây giờ nó giống như cái loại cày cáo này chứ không có gì khác, phải không? Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta câu này là phải dẹp. Dẹp cái tư tưởng này, dẹp cái lòng này. Là cái lòng này là cái lòng gì quý vị? Mình biết cái con cày con cáo là cái con này coi như là cái tánh nham hiểm, ích kỷ, rít rống bọn sẻ, muốn lợi cho mình mà không muốn lợi cho ai. Ví dụ như bây giờ cái con chó nghe, mình ví dụ một chút xíu nghe, là nó muốn ăn cái gì rồi đó hen, trong khi đó có cái con khác lợi đó hen, không bao giờ nó chia sẻ cho ai đâu, có không anh Sang? Mà nó ngầu, nó dành ăn một mình. Có không? Dành ăn một mình. Vậy thì bây giờ nếu như tư tưởng con người chúng ta ích kỷ, không muốn lợi gì cho ai hết, thì cái chuyện này tôi không dám nói rồi, phải không? Vậy thì bây giờ trong con người chúng ta là thật tình thương đặt giữa cân gây gỗ kia tức khắc trở nên quà. Mà thật tình thương đặt trong tánh người ta thì người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Nếu tình thương con người lòng để mất thì người cùng dạng vật khác nhau đâu, không có khác chút nào hết cô bác anh em dùng đạo. Người hơn vật biết đường đạo lý nè, người giá cao là nhờ nghĩ lưng thường, giàu cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý lưng thường đáng khinh, nghe không? Vì vậy cho nên con người chúng ta sở dĩ mà có giá trị, có nhân phẩm đạo đức đó là nhờ đạo lý và lưng thường mà có tấm lòng bác ái để mà thương người minh vật. Vậy thì bây giờ câu này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta nó là phải dẹp cày cáo, nghe không cô bác anh em dùng đạo? Phải dùng cây thiền trượng. Vậy là cái cây thiền trượng nó ở đâu cô bác anh em dùng đạo? Vậy thì hồi xưa các vị sư đó cô bác anh em chứ đồng đạo, là người ta có những cái cây để mà người ta để mà hộ cho cái bản thân của chúng ta, coi như là để mà đi. Vậy thì bây giờ hồi xưa những cái người mà thường mà các tăng sư là thượng tọ hòa thượng đại đức đó, là trong khi đó các vị đó người ta đi thường thường, người ta có một cái cây thiền trượng để mà nương, hoặc giả là cây tích trượng hay là thiền trượng, là cây đó để nương, để mà người ta coi như là đi trên cái tuyến đường, đi quãng đường dài, gặp những cái chuyện gì mà gắt gối là người ta lấy cây thiền trượng đó để mà xử trí.
không? Rồi thôi bây giờ đó là sự. Bây giờ trở về lý nha. Bây giờ ở nơi đây là hồi xưa tất cả các vị tăng sư người ta nhờ những cây thiền trượng đó để mà làm cái phương tiện để mà bảo vệ cho người ta. Còn mình ha, còn mình ở đây cô bác anh em trong đạo, còn mình ở đây mình có cây thiền trưởng nè. Cây thiền trưởng đó là gì? Là cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý, không? Bây giờ cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý, các sư hồi xưa đi đâu cũng phải cầm cây thiền trưởng để mà bảo vệ. Còn mình bây giờ chúng ta đi đâu phải ôm giáo lý làm cây thiền trưởng ngang. Ai mà rời giáo lý rồi một cái tất nhiên là tiêu ngang. Ai mà rời giáo lý tất nhiên là bỏ cây thiền trưởng. Cô bác anh em trong đạo, cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta lúc rảnh việc thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà. Vậy thì hàng ngày chúng ta phải ôm giáo lý mới học đạo, bước chân chưa vững nên phải cần nắm cứng lực kỳ, nói làm bất cứ chuyện gì cũng cần lấy thước đạo nghị ra đo là cây thiền trưởng. Vậy thì bây giờ hàng ngày chúng ta cần phải ôm cây thiền trưởng này mới được. Vậy thì bây giờ dẹp cày cáo dùng cây thiền trưởng. Ví dụ như bây giờ cái chuyện gì nó đến với chúng ta phải không, mà trong khi đó chúng ta coi như là khởi cái tâm cày cáo, rồi bây giờ muốn dùng cây thiền trưởng lấy giáo lý Đức Thầy ra áp dụng, bây giờ không được nghe. Bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta đó là nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, lấy cây thiền trưởng quốc nó liền. Mình đừng có ích kỷ không, có dư cho hưởng thiên thân nên cho kẻ khác lấy phần ấm no, được như vậy mới được kho công đức sống đời đau khổ cực gì đợi, trong tâm thường được thảnh thơi tim mang sắc tục mà đời thần tiên đó. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là nói rõ hơn là dẹp cày cáo dùng cây thiền trưởng, tất nhiên chúng ta có cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý là cây thiền trưởng để cho chúng ta áp dụng hàng ngày. Mà thiền đó là gì? Thiền tất nhiên là suy nghĩ, mà trưởng là cây gậy. Vậy thì bây giờ cây gậy là nương vào cây gậy, là nương vào giáo lý, lấy cái thiền của mình để mà áp dụng cho đời tu của chúng ta, cô bác anh em chị đồng đạo, đúng không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói cho chúng ta biết ráng tầm gậy cũ mà leo qua bậc, là chúng ta tầm cái gậy đó là cây thiền trưởng, cô bác anh em chị đồng đạo. Rồi bây giờ hãy việc đến với chúng ta là suy nghĩ liền. Mà suy nghĩ đó là sao? Suy nghĩ đó tất nhiên là cái ánh đuốc của đời, mà tiên Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ, tất nhiên là nhờ đó mà chúng ta thành công, thấy không? Vậy thì bây giờ nếu như chuyện xảy ra như đồng đạo năng, là chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Là Đức Thầy bảo cho chúng ta biết sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng xấu xa, là những tư tưởng mà khởi lên cày cáo dẹp liền, đó là tư tưởng xấu xa, rồi đem thai vào đó là những tư tưởng ôn hòa đạo đức, đó là cây thiền trưởng. Thôi giờ nó gọn vậy đi, ngang qua câu đầu. Bây giờ qua câu thứ hai, Đức Thầy cho chúng ta biết lánh ta bà cõi thế đua chen. Vậy thì bây giờ cõi ta bà chúng ta đang ở đây nè, rồi bây giờ bảo coi như là lánh đi đâu giờ mấy chị, lánh đi đâu? Thưa cô bác anh em chân đạo, cái chữ lánh là ở đây muốn nói cái cõi ta bà này dễ nhiễm lắm, cái nào cũng nhiễm hết trơn trọi. Chúng ta lánh ta bà là lánh đi cái nhiễm. Chứ bây giờ nếu nói lánh ta bà, cõi ta bà chúng ta đang sống đây, bây giờ chúng ta bỏ ở đâu, cô bác anh em trong đạo? Vậy thì bây giờ cái nhiễm đó là cái gì? Bây giờ ta bà là ở nơi đây coi như là những cái nào chúng ta cũng dễ ham dễ mến. Ta bà chẳng chối buộc người, mà tự người chối buộc vào nơi ta bà. Cho nên cõi này nó giống như vậy đâu, nó đâu có chối buộc mình đâu. Mà ta bà chẳng chối buộc người, mà người tự chối vào nơi ta bà. Ta bà chẳng nhiễm lòng ta, lòng ta tự nhiễm mới ra khổ hình. Mà cảnh vô tình, tại mình hữu ý, sự sanh ra thì ý mới sanh. Khá nên tự trách lấy mình, chứ đừng trách cảnh vô tình là sai. Đó là lánh ta bà đó. Lánh ta bà tất nhiên đây là cái cảnh là cảnh vô tình, mà tại mình hữu ý, tất nhiên là mình mến cõi ta bà, rồi mình đổi thừa cái cảnh ta bà này nhiễm mình. Kỳ đó tôi nghe kể cái chuyện này, coi như là ở trên đỉnh Yên có hai cái cô này đang phơi lát. Còn cái ông này chạy xe thì ông nó chạy xe bình thường đi, mà ông chạy thấy hai cô này coi như là đẹp đang phơi lát, cái ông ngoái lại ông dòm gì. Ông dòm sao ông biết, lang bang bắt đầu ông lủi xuống mương. Tới chừng lủi xuống mương ông quay lại nó tại hai con quỷ đó mà tôi lủi. Mà người ta qua lát kể người ta làm gì mất quen nhìn người ta chứ mà lũi rồi đâu thường ta. Còn cái cậu ta bà này cũng giống vậy anh Sáng. Cái cậu nó vốn vậy, tất nhiên là trong khi đó là bình thường thôi. Mà có mắc mớ gì mình đâu, mà tới chừng mình nhiễm bắt đầu cái mình đổi thường tại à.
cái tại cái cậu này cô bác anh em trường đạo. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền. Cho nên bây giờ chúng ta như là phải biết được điều đó. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói lánh ta bà cõi thế đua chen. Cõi ta bà này là cái tàu mới dịch ra gọi là kham nhận. Mà kham chịu những cái như là cái sự cực khổ mà chúng ta đang sống đây. Dân hà danh ta bà. Có nghĩa là chúng sanh nhẫn thọ tam đập cập chư phiền não, cố hiệu ta bà. Nghĩa là chúng sanh trong cõi ta bà này có như là chịu có như là tất cả các phiền não, và có như là phải chịu có như là tất cả những cái sự khổ não, nên gọi là ta bà. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tất nhiên là cõi ta bà này là cõi khổ, phải không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo câu này lánh ta bà. Tất nhiên là bây giờ chúng ta phải coi cõi ta bà này là cõi tạm, mà chúng ta kháng tu để mà chúng ta thoát đi cảnh ta bà. Ha. Rồi có cái ông này ông bà gì nữa cô bác anh em trường đạo không biết trúng không nghe. Nhưng mà ở đây nghe có lý nghe mấy cô mấy chị. Ổng nói coi như là ta bà cắt theo cái nghĩa đùi, tất nhiên là nghĩa bụng của ổng. Không? Ổng nói ta là mình, còn bà tất nhiên là chỉ bà vợ đó. Là chỉ bà vợ của ổng đó. Mà sao phải sống một mình vậy, đâu có khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, ta có bà nó mới có khổ. Còn có ta mà không có bà đâu có khổ. Mà ta bà tất nhiên là trong khi đó có một bà thì ít khổ. Mà ta bà thêm cái bà nữa thì còn khổ nữa. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Là thêm một mười nữa là khổ. Cô bác anh em trong đạo giải thì nghe coi như là không đúng với kinh lực. Nhưng mà nghe coi như là nói như là nó nghe nó cũng có lý. Cô bác anh em trong đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ nếu như đã biết khổ rồi thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm, phải can đảm nhận đời lầm, quyết bừng tỉnh dậy kiếm tầm đường tu đạo mới giải được câu đời tạm. Đời còn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân đã giả thì vật nào phải thật, người luôn công giành vật đeo mang, hơi tàn mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nồng nàn thân yêu. Vậy thì bây giờ cuối cùng cõi ta bà này là ta bà là đất khách, là cuối cùng rồi nói chung cũng bỏ chúng ta. Cô bác anh em trong đạo không có cái gì chân thật hết. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là phải lánh ta bà, tất nhiên là phải lánh cái cõi này, để chúng ta tìm sang qua một cái cõi ở bên cái cực lạc. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết ngoài kiếp phụ du của trần thế có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định phá tan mạng u minh che phủ thì thấy rằng cảnh ấy con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết các sự phiền não rồi buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như chân rầm, một mài sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tiệt hết sự phàm trần và lần bước đi đến cảnh giải thoát. Đó tất nhiên là Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta coi như là ngoài kiếp phù du này có một cái cảnh giới không già không bệnh chẳng ngày nào lo, và tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát lưng chuyển khẩu đeo khổ tự. Và cảnh đó là tưởng y chí tưởng thực, thực lai đến lui tự tại, nước chim cây rừng gì cũng thấy đều nổ pháp, là thung dung thanh nhàn, không còn coi như là sanh tử nữa. Đó tất nhiên là lánh ta bà. Mà cái cõi thế đua chen tất nhiên là danh nào lợi nào tình, là mồi câu nhữ cho mình mắc câu, tất nhiên không có cái gì sung sướng hết. Và chúng ta hãy cố gắng để mà vượt coi như là cái cõi ta bà này, để sau khi đến phút lâm chung cuối cùng là mã kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Và đến đây hết đề tài này. Nam mô A Di Đà Phật.